ý không thấy nó tự động này. Đó, thì sau này cái sẹo này nó không có lồi gì đó, thì bắt đầu ngay cả cái đường viền nhỏ này nó lần 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 nó trắng ra và nó cũng không có lồi gì đó, cũng rất ok, sau này cũng chả thấy gì đâu. Còn 6 tháng trời nha con nha, bầu ngực ok, nhưng bán là ok nè. Thứ nhất á, khi mình khám một cái ngực á, mình phải lấy cái trung tâm ống vú, mình làm cái trung tâm. Con mắt mình lúc nào mình cũng sẽ chia cái ngực ra làm bốn. Khi mình nhìn cái cực này thì mình phải nhìn cái cực này, góc đây, mình so sánh hai cái này. Khi mình sờ cái này thì mình so sánh hai góc này, rồi bắt đầu mình so sánh góc ngoài, mình so sánh góc trong. Thường á thì hai bên nó sẽ không bao giờ 10-10 hết. Vậy thì cái vùng mà không 10-10 nó sẽ nằm ở đâu? Ví dụ ở vùng này con nhìn ở đây mà con thấy cái vùng này nó cao hơn hạt trọt nó như thế nào đó, mình coi cái góc này thì mình coi cái gì? Một là cái viền này so với cái đường giữa này, khoảng cách từ đây đây đến từng điểm trên cái đường này nè, nó có giống nhau hay không. Cái thứ hai, cái chỗ này nó có cao hơn bên này hay không. Khi nó có cái chuyện mà nó cao hơn thì lập tức mình nhìn lại cái khung xương của người ta bên này nó có cao hơn bên này hay không, nghe kịp không. Khi cái khung xương bên này nó cao hơn thì chắc chắn cái túi nó nằm đó nó phải cao hơn. Nó không có nghĩa là sẽ nhìn đấu bay. Khi nó cao hơn thì nó có hai chuyện, một là do khung xương, hai là do cái góc này nó không đủ. Nó không đủ thì nó đẩy cái túi xuống, dẫn đến mình co hai cái này nó ok không. Hai cái này đều nhau thì là nó thường là do khung xương, nghe kịp không. Đó thì tương tự các vị trí khác cũng vậy, cũng phải so sánh vậy. Rồi mình co cái viền này nó đủ, khi nó cái này cao thì cũng tương tự mình co cái góc này đủ không, hai góc này đủ là ok. Nhưng bé này là ok. Mới mổ là căng dữ đúng không, bắt đầu thì cái những cái dưỡng da như con khoảng 6 tháng nó mới thực sự nó mềm, thì con thấy nó thực ra nó mới mềm khoảng sau tháng thứ hai thôi, chứ còn trước đó nó cứng ngắc à. Ngực này là trước đó cứng ngắc, khi một cái ca mà mình đặt cái túi vào nó cứng bởi chọn chất cái da nó căng thì cái nguy cơ nó sẽ thông từ cái chân ngực xuống cái vách mổ, nghe kịp không. Cho đó những cái ca đó mình phải dùng cái ép chặt vô ngay cái chân ngực, lúc nào cái đường vẽ bắt cái mực nó cũng tồn tại ít nhất 2 tuần là phải ép chặt cái chân này nè, để giữ cái chân này thì nó mới đẹp nè, nghe kịp không. Này nó lỏng ra được rồi, to vì bên này nó hơi căng hơn nè, đúng cái rồi. này bác nghĩ sau mổ nó cũng hơi căng hơn nè, đúng không. Cái sau này mổ này con thấy cái bên này nó căng hơn, nó kiểm giác nó căng cái da nó căng, nhưng mà khi nằm xuống nhà này mình sờ nó không có cứng hơn so với ngồi, có nghĩa là nó không bị bao sơ. Còn khi mà mình ngồi mình sờ mình thấy nó vậy, mình nằm thấy nó cứng ngắc lên, nó không có chuyển động, có nghĩa là nó bị bao sơ. Còn cái ngực con không có bị gì đâu, từ từ nó mềm ra nữa nha con nha. Chịu khó giữ, đừng có hoạt động mạnh vùng vai ngực trong vòng 6 tháng đầu, rồi bắt đầu khi cái da nó mềm ra thì cái túi nó mới đổ xuống một chút xíu nữa thì nó sẽ tự động, nó tự nhiên hơn nha. Ok không cần.